Xin chào các sếp, Nhì Đồng Tối Tai đã quay trở lại. Theo những định kiến của xã hội mà ngành nghệ thuật nói riêng và ngành giải trí nói chung đều bị coi là ngành nghề có giới hạn về độ tuổi, tức là đến một mức nhất định, thường là cột mốc 30 tuổi, các ngôi sao sẽ mất dần hào quang của mình và chủ động rút lui, trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng không phải là không có những trường hợp ngoại lệ, như đã nói trong các số Nhì Đồng gặp gỡ, những nghệ sĩ thâm niên luôn tạo được sức hút rất riêng, dù không màu mè hay hào nhoáng ở mỗi lần trở lại, nhưng nhờ vào tệp khán giả trung thành và các sản phẩm âm nhạc của họ luôn được đón nhận nồng nhiệt, xếp cùng trong hàng ngũ dàn nghệ sĩ đỉnh cao của những thập niên 2000 như Ưng Hoàng Phúc, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng vân vân. Cái tên Lệ Quyên cũng tạo được sức hút rất riêng và thậm chí còn vươn ra khỏi cả địa hạt nội địa, thành công vang dội ở các thị trường hải ngoại. Cô cũng được mệnh danh là một trong những ca sĩ có mức cachet khủng nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Vậy sức hút của nữ ca sĩ 8X này là gì? Vì sao trong suốt hành trình 24 năm hoạt động, cái tên Lệ Quyên vẫn luôn được giới mộ điệu săn đón và tôn vinh như một trong những biểu tượng của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại? Những tranh cãi về cụm từ diva cũng như phong cách nghệ thuật của Lệ Quyên có gì đặc sắc? Trong số Nhì Đồng gặp gỡ throwback về các nghệ sĩ cũ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu. Cô Lệ Quyên tên thật là Vũ Lệ Quyên, sinh ngày mùng 2 tháng 4 năm 1981 tại thành phố Hà Nội. Cô là con út trong một gia đình với 7 anh chị em, được lớn lên trong một gia đình với cả bố và mẹ đều là những nghệ sĩ hát chèo, nên cô đã được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và có thể hát chèo ngay từ khi còn rất nhỏ. Nếu các sếp để ý thì những nghệ sĩ 8X, 9X thường được sinh trưởng và lớn lên trong các gia đình theo nghề khá là khác so với bây giờ. Thế giới phẳng, công nghệ mở nên dù có là ai đi chăng nữa thì cũng đều có thể làm nhạc và trở thành nghệ sĩ. Vậy nên những gia đình nghệ thuật ngày xưa thường được đánh giá rất cao. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường danh giá ấy, được nghe được thấy công việc hàng ngày của gia đình sẽ giúp tăng cường nhận thức và phát triển sâu sắc năng khiếu của bản thân. Và cô Lệ Quyên là một ví dụ tiêu biểu. Tuy sau này có nối nghiệp gia đình không phải dòng nhạc dân tộc như chèo, nhưng cái âm hưởng Việt Nam nằm trong người đã giúp Lệ Quyên chinh phục khán giả cũng bằng một dòng nhạc khác là bolero. Quay trở lại với dòng thời gian của cô Lệ Quyên, từng chừng mọi thứ đã tốt đẹp thì vào năm lớp 7, gia đình cô gặp biến cố lớn về kinh tế khiến mẹ cô và cô phải chuyển đến Thái Nguyên sinh sống. Đây cũng là một thông tin cần đính chính khi mà nhiều người vẫn thường tưởng là Lệ Quyên đến từ Thái Nguyên, nhưng thực tế cô là gái Hà Nội xịn. Đến năm 1999, cô Lệ Quyên thi đỗ vào hai trường đều về chuyên ngành âm nhạc là Nhạc viện Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cụ thể là lớp âm nhạc khoa văn hóa quần chúng. Và ngay trong năm đầu tiên, nữ ca sĩ đã tham gia giao lưu văn hóa giữa các lớp trong khoa của mình và xuất sắc giành được giải nhất. Đó cũng chính là cuộc thi và lần nhận giải duy nhất mà Lệ Quyên tham gia trong cả sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại. Đặt trong bối cảnh những năm 2000 đến năm 2010, khoảng thời gian bùng nổ của các chương trình như Sao Mai Điểm Hẹn, Việt Nam Idol hay X Factor, Nhân Tố Bí Ẩn vân vân. Đặc biệt là khi đã nổi tiếng ở ngoài và nhận được những lời mời vào thẳng vòng trong, nhưng cô Lệ Quyên vẫn từ chối để kiên định đi con đường nghệ thuật của bản thân. Từ những chi tiết nhỏ nhất như việc chỉ tham gia một cuộc thi cũng thể hiện nhiều hơn tố chất của một ngôi sao. Lệ Quyên được thầy giáo chủ nhiệm nhìn thấy tiềm năng vượt trội nên đã giới thiệu cô để hát tại các quán cà phê sinh viên trên đường Cầu Giấy trong suốt quãng thời gian sinh viên. Vai trò của cô lúc này chủ yếu chỉ là một ca sĩ hát lót, chuyên đi cover lại các ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ như Thu Phương, Phương Thanh, Cẩm Ly, Mỹ Tâm. Mặc dù với mức cachet chỉ khoảng 60.000 đồng cho cả một buổi hát, thậm chí đối mặt với vô vàn những lần bị la ó, ném vỏ chai vì ngoại hình và phong cách thời trang có hơi quê mùa, nhưng cô sinh viên Lệ Quyên vẫn cố gắng không ngừng. Công việc đánh quán diễn ra đều đặn và dần thì nữ ca sĩ cũng được nhiều chủ phòng trà tại khu vực trung tâm Hà Nội cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh biết đến và chủ động ngỏ lời mời. Cho đến năm 2000, trong một lần kết nối mà Lệ Quyên đã có cơ duyên trở thành giọng ca thu âm cho bài hát của nhà tài trợ SEA Games 22 diễn ra tại Việt Nam. Cột mốc này thường được coi là điểm khởi đầu cho sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của cô tính đến tận bây giờ. Cũng từ lần thu âm này và những lần biểu diễn bền bỉ khắp các quán cà phê trong những năm đầu đời sự nghiệp mà cô Lệ Quyên đã dần được các đạo diễn đài truyền hình Việt Nam chú ý đến. Cụ thể là vào năm 2004, Lệ Quyên được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời dẫn chương trình Gala Cười cùng MC Thảo Vân, nhưng cô dẫn không nhiều bằng hát, thậm chí còn được ưu ái cho hát chèo nhờ vào năng khiếu bẩm sinh. Cũng trong năm 2004, Lệ Quyên tham gia vào bộ phim truyền hình dài 8 tập của đài truyền hình Việt Nam mang tên Bản Lĩnh Người Đẹp do đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo. Trong phim thì cô đóng vai ca sĩ Minh Thúy. Liền sau đó, cô Lệ Quyên cũng được mời đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình dài 28 tập nhưng đã từ chối vì muốn tập trung cho âm nhạc. Trong thời điểm gọi đúng là đang gặp thời như vậy, công ty chủ quản đưa ra cho cô Lệ Quyên hai sự lựa chọn, một là phát hành album, hai là thi Sao Mai Điểm Hẹn. Với những ca sĩ trẻ như Lệ Quyên thì việc xuất hiện trên truyền hình trực tiếp là một điều rất cần thiết. Đặc biệt như đã nói ở trên thì sức hút của một chương trình như Sao Mai Điểm Hẹn vào giai đoạn những năm 2000-2005 là rất lớn. Ban tổ chức chương trình thậm chí còn mời Lệ Quyên vào thẳng vòng trực tiếp mà không cần thi qua vòng loại. Nhưng cuối cùng vì kiên định với con đường nghệ thuật của mình, cô Lệ Quyên đã chọn phát hành một album với những sáng tác dành riêng cho mình để định hình nên tên tuổi cho mắt khán giả. Tập trung tất cả mọi tâm sức cho đến giữa năm 2004, album Vôn Một Giấc Mơ Có Thật của cô được trình làng khán giả. Chắc các sếp nghe đến đây thì thấy cũng quen quen vì tên album cũng chính là tên bài hát thành công và để khán giả nhớ đến Lệ Quyên nhiều nhất. Chỉ biết mất anh là đau thương dù con vẫn vương, em sẽ tin giấc mơ con.
loạt ca khúc như Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Quên một cuộc tình, vân vân và mây mây. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn có sức hút rất riêng và vẫn được bật nghe ở các quán cà phê vintage hoặc được các ca sĩ trẻ cover lại. Chia sẻ về thành công ngoài mong đợi về album đầu tay, Lệ Quyên có nói: khi nghe lại những ca khúc trong Giấc mơ có thật, Quyên tự hỏi mình tại sao mình lại hát một cách ngô nghê, khờ khạo như vậy trong khi mình có thể hát điêu luyện hơn, kỹ càng hơn. Nhưng Lệ Quyên nghĩ rằng khán giả lại thích chính cái sự ngô nghê và khờ khạo đó, và đã dang rộng vòng tay đón nhận ngay từ album đầu tiên. Phải nói là với album này thì cô Lệ Quyên vô cùng may mắn, vì dù chỉ là một sản phẩm debut nhưng đã thực sự tạo được tiếng vang đặc biệt lớn, thu hút công chúng tìm hiểu và nhớ đến giọng hát của nữ ca sĩ. Từ thành công của album đầu tay, trong suốt quãng thời gian những năm 2005-2006, Lệ Quyên phát triển sự nghiệp bằng cách kết hợp với các ca sĩ, nghệ sĩ đình đám cùng thời như Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Lê Hiếu v.v. thực hiện nhiều album cover lại các bản tình ca xưa bất hủ. Đến đầu năm 2007, cô Lệ Quyên phát hành album thứ hai mang tên Lời Yêu Còn Mãi. Và không nằm ngoài dự đoán thì album này cũng tạo được tiếng vang cực kỳ lớn. Thực ra thì thời đấy gọi là album vật lý thì cũng không chuẩn xác lắm, mà chỉ đơn giản là một cái đĩa CD bao gồm tất cả các bài hát được các ca sĩ thu âm rồi sao ra nhiều bản mà thôi. Nhưng mà nếu so sánh với lứa nghệ sĩ cùng thời thì số lượng CD của cô Lệ Quyên được bán ra cũng không phải là một con số vừa, cũng phải gọi là cháy hàng ấy. Một điểm đặc biệt nữa là Lời Yêu Còn Mãi cũng là một trong những CD tiên phong trong phong trào sử dụng các bài hát thuần Việt, không sử dụng nhạc ngoại lời Việt, thực hiện nghiêm luật bản quyền. Chuyển sang giai đoạn năm 2008, cái tên Lệ Quyên vẫn còn giữ được sức hút rất lớn nhưng luôn đi cùng với Tuấn Hưng, tạo nên một cặp song ca vàng của thị trường âm nhạc Việt Nam, chắc nổi tiếng nhất là với ca khúc Như Giấc Chiêm Bao. Nổi tiếng và ăn ý đến mức nhiều khán giả còn đặt ra nghi vấn là Tuấn Hưng và Lệ Quyên là một cặp cơ. Nhưng mà cuối cùng thì Tuấn Hưng đính chính rồi, không phải, anh chỉ coi cô là bạn thôi. Hot đến cái nỗi mà sau khi cùng nhau phát hành album cùng tên Như Giấc Chiêm Bao, doanh số bán ra đạt tới mốc hơn 15.000 bản, cho thấy sự hòa quyện của hai giọng ca gốc Bắc này. Cầu mong cơn đau sẽ thôi không còn nữa, chỉ mong cơn đau giống như giấc chiêm bao, và ta bên nhau xóa tan những u buồn, quên hết ưu phiền, giữ lấy nhau suốt cuộc đời này. Album phòng thu thứ 3 có tên Nếu Như Ngày Đó được phát hành vào ngày 5 tháng 12 năm 2009 là lời giới thiệu chính thức cho giọng hát của cô Lệ Quyên tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhiều nguồn tin chúng tôi cóp nhặt được, giai đoạn này trong sự nghiệp của Lệ Quyên mặc dù cũng vẫn đang phát triển nhưng chưa thực sự bùng nổ. Cái mà nữ nghệ sĩ muốn không chỉ dừng lại ở địa hạt miền Bắc, mà cô còn muốn trở thành một nghệ sĩ biểu tượng của Việt Nam, đi sâu vào trong tâm thức của khán giả đại chúng. Cô cũng muốn nhấn mạnh cá tính của bản thân từ việc thay đổi hình ảnh thiếu nữ hát nhạc buồn, trở thành người đàn bà hát nhạc buồn với sự đa sầu đa cảm, chín chắn trưởng thành hơn, và quyết định nam tiến để vẽ nên một tương lai cho con đường âm nhạc của mình. Để dẫn đến việc chuyển dịch này, cô Lệ Quyên đã nhận được những lời khuyên từ đàn anh trong nghề là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và cũng sau 3 năm cân nhắc và suy nghĩ thì Lệ Quyên thực sự nam tiến. Thực ra nếu mà gọi đúng ngôn ngữ Gen Z bây giờ thì giai đoạn trước Lệ Quyên thực sự là tân binh khủng long. Nhưng để trở thành ngôi sao có hạng thì cần nhiều hơn thế, từ việc lựa chọn phong cách đặc trưng trước mắt công chúng cho đến dám lựa chọn dòng nhạc thể hiện rõ cá tính của chính mình. Và trời thì không phụ người có công, cho đến thời điểm hiện tại, thứ mà khán giả được nghe nhiều nhất bên cạnh những danh xưng như là nữ hoàng phòng trà hay là nữ ca sĩ có cát-xê cao nhất Việt Nam, giới mộ điệu còn ưu ái đặt cho cô cái tên Nữ Hoàng Bolero. Cái tên vừa nói lên tính chất và sự thành công của cô Lệ Quyên với dòng nhạc này. Cho những ai chưa biết Bolero là gì, Bolero là một từ xuất phát từ Tây Ban Nha, và dòng nhạc Bolero cũng xuất phát từ Tây Ban Nha trước, sau này nó được du nhập sang Mỹ Latin rồi dần dần lan truyền đến Việt Nam và phát triển cực thịnh dưới sự cai trị của chế độ cũ. Từ những năm 1950, dòng nhạc Bolero đã trở thành dòng nhạc được ưa chuộng, được biến tấu để phù hợp với cách phát âm của người Việt, từ giai điệu đến cách viết lời dễ hát và dễ thuộc. Do những giai điệu Bolero được sử dụng nhiều trong những ca khúc nhạc vàng nên ở miền Nam Việt Nam, nhiều người vẫn thường lầm tưởng nhạc Bolero chính là nhạc vàng, và người ta vẫn hay sử dụng hai thuật ngữ này một cách hoán đổi cho nhau. Bolero còn có thể kết hợp với một số thể loại nhạc truyền thống của Việt Nam như cải lương, vọng cổ, hay đặc biệt là một số bài còn hợp với giai điệu nhạc trẻ hiện đại. Ngày 27 tháng 8 năm 2010, Lệ Quyên tổ chức buổi họp báo giới thiệu đến khán giả cả nước sản phẩm âm nhạc đặc biệt của cô. Đó là album Khúc Tình Xưa với những ca khúc vang bóng một thời. Album gồm 12 ca khúc như Mưa Nửa Đêm, Tình Lỡ, Hàn Mặc Tử, Sầu Lẻ Bóng, Đồi Thông Hai Mộ do chính cô biên tập. Song song với việc phát hành album, Lệ Quyên cũng gửi tặng khán giả bộ ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa chụp tại Hội An, Đà Nẵng. Ngoài phần hình ảnh đã được thực hiện tại Hội An với thời gian 8 tiếng đồng hồ, phần thiết kế cũng kỳ công không kém khi mà nhà thiết kế Công Trí đã phải tự tay làm thủ công rất nhiều hình, cắt răng cưa và dán bằng tay tất cả 10.000 bản album được phát hành. Bìa CD được thiết kế khá sang trọng, xen lẫn nét cổ điển, hoài niệm. Đặc biệt là toàn bộ phần lời hát trong album do chính Lệ Quyên viết tay bằng mực tím để mang lại cảm giác đúng chất xưa nhất như chủ đề album. Thực sự phải nói là quá chỉn chu và công phu. Khúc Tình Xưa làm nên thương
hiệu Lệ Quyên, đưa cô lên vị trí ca sĩ hàng đầu Việt Nam được khán giả săn đón nồng nhiệt. Giới mộ điệu ca tụng Lệ Quyên rằng sau thành công của Giấc Mơ Có Thật, Khúc Tình Xưa là album đã đưa tên tuổi của Lệ Quyên vươn lên hàng sao hạng A trên bản đồ nhạc Việt. Chất giọng trầm khàn, cột hơi đoản, những tưởng sẽ rất khó để Lệ Quyên chinh phục được nhạc xưa vốn ngọt ngào êm tai. Và đúng như dự đoán, khi mới nghe lần đầu, những ai đã yêu và quá quen với những ca sĩ hát nhạc xưa sẽ khó có thể chấp nhận được cách hát của cô. Nhưng mà khi càng nghe thì lại càng thấy nghiện, bởi cái cách hát của cô Lệ Quyên khá lạ, xến vừa phải, những nốt rung ngân nga, càng nghe càng thấy cảm xúc. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm sớm, những giọt mưa cuối cùng. Cô Lệ Quyên cưới doanh nhân Đức Huy vào ngày đầu tiên của năm 2011. Đám cưới được tổ chức hoành tráng tại khách sạn Melia Hà Nội, quy tụ dàn sao khủng đến tham dự. Có điều thú vị là ông xã của Lệ Quyên cũng chính là cháu của nhạc sĩ Lê Quang, đồng thời là chủ phòng trà không tên, phòng trà ca nhạc nổi tiếng nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Cô Lệ Quyên đến đây thì không chỉ có một thánh đường nghệ thuật của riêng mình, mà còn có một người chồng yêu thương cô hết mực, luôn ủng hộ và góp phần lớn vào chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ của nữ ca sĩ. Sau ngày kết hôn đến khi có con đầu lòng, Lệ Quyên đã thay đổi 180 độ từ phong cách cho đến gu thời trang. Cô cũng tự tin vào định hướng nghệ thuật của mình hơn và dùng nó để chinh phục khán giả trong và ngoài nước. Các sự kiện của cô Quyên ở cả nội địa lẫn hải ngoại đều có mức cachet khủng và được đầu tư hết sức công phu, luôn ở trong tình trạng cháy vé, khiến cho cô có thêm một danh hiệu nữa là một trong những nghệ sĩ có mức cachet khủng nhất Việt Nam. Sang đến tháng 9 năm 2013, ca sĩ Lệ Quyên tổ chức họp báo giới thiệu cùng lúc hai album với hai màu sắc âm nhạc hoàn toàn đối lập nhau, một là nhạc xưa, một là nhạc được làm để chinh phục khán giả trẻ. Lý giải cho việc ra mắt cùng lúc hai album, Lệ Quyên cho biết cô đang gấp rút chuẩn bị cho live show hoành tráng nhất trong sự nghiệp của mình. Không nằm ngoài dự đoán, những ca khúc như Nếu Em Được Chọn Lựa, Con Tim Dại Khờ, Quá Muộn Mà, Ta Đã Từng Yêu đã trở thành hit được rất nhiều khán giả yêu mến. Sau đó vào tháng 10 cùng năm, tại trung tâm hội nghị White Palace thành phố Hồ Chí Minh, nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên tổ chức cuộc họp mặt giới truyền thông, báo chí để công bố live show kỷ niệm 15 năm ca hát Q Show, được mệnh danh là live show lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Live show được đầu tư hơn 11 tỷ đồng, mức kỷ lục trong thời điểm bán vé rất khó khăn. Mặc dù trong thời điểm khó khăn và giá vé kỷ lục 500.000 đến 3.600.000 ở Sài Gòn và 800.000 đến 4 triệu ở Hà Nội, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cụ thể là nửa tháng, toàn bộ vé live show của Lệ Quyên đã được tẩu tán sạch sẽ. Đặc biệt, Lệ Quyên đã lập kỷ lục khi có khán giả chịu chi đến 20 triệu trên một cặp vé VIP để được nghe cô hát. Hai đêm diễn vào ngày 7 tháng 12 năm 2013 và 14 tháng 12 năm 2013, khán phòng tại Nhà hát Hòa Bình và Trung tâm Hội nghị Quốc gia không còn một chỗ trống. Lệ Quyên đã mang Q Show đến với hơn 7.500 khán giả, cùng 42 bài hát thuộc nhiều thể loại như nhạc trẻ, nhạc nhẹ, nhạc bolero, nhạc tiền chiến, dân gian đương đại và ả đào. Nhắc đến live show thì vào ngày 25 tháng 5 tới, Nghìn Chín cũng sẽ tổ chức đêm nhạc Future Hits 59 với các bài hát và sự xuất hiện của Vũ Cát Tường và sản phẩm âm nhạc của cô. Từng là Nghìn Chín thì đã luôn là một tụ điểm cực kỳ chất lượng về vui chơi giải trí, không chỉ với các anh em thủ đô mà còn represent cho cả Việt Nam rồi. Bên cạnh đêm nhạc nói trên thì chúng tôi recommend đặc biệt thêm các sếp sẽ tham gia đêm nhạc Nghìn Chín Pop Buster 6 Post Malone diễn ra vào thứ năm ngày 30 tháng 5. Chung quy là các sếp cứ đến chơi, biết đâu lại gặp anh em chúng tôi. Trở lại với nội dung video thì cột mốc tiếp theo trong sự nghiệp của nữ ca sĩ 40 tuổi là album Vùng Tóc Nhớ, gồm 10 bài hát không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An, ra mắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2014. Những bài hát trong album là những tác phẩm đã đi sâu vào tâm thức của nhiều khán giả yêu nhạc hơn 50 năm qua. Tuy vậy thì các thế hệ ca sĩ đã thể hiện trước đó dù thành công nhưng vẫn có những nhầm lẫn, chưa chính xác về ca từ. Vì vậy đích thân nhạc sĩ Vũ Thành An đã cẩn thận chỉnh sửa từng nốt nhạc, từng lời hát trước khi đưa cho Lệ Quyên thu âm. Ông mong muốn đây là album đúng và hoàn chỉnh nhất để lưu truyền thế hệ sau. Sau khi trao đổi với gia đình nhạc sĩ, cô đã an tâm rằng bản thu của mình sẽ là bản chuẩn, đúng và hoàn chỉnh nhất. Không phải ngẫu nhiên, nhạc sĩ Vũ Thành An lại tin tưởng và giao trọng trách cho Lệ Quyên mang những tác phẩm của ông đến với khán giả sau khi đã được chỉnh sửa từng nốt, từng lời để biến những bản thu của Lệ Quyên thành chuẩn mực, để sau này khi ai hát những bài không tên của ông thì phải hát theo bản thu của Lệ Quyên. Sau lần làm việc với Lệ Quyên, nhạc sĩ Vũ Thành An đã chia sẻ, mỗi thời đại trời lại sinh ra những nghệ sĩ vừa đẹp vừa có tài để đem lại niềm vui cho mọi người. Tôi đã nghe rất nhiều ca sĩ hát những bài hát của mình, và mỗi người đều có một thế giới riêng để truyền tải cảm xúc. Lệ Quyên là một vóc dáng hiếm quý. Ở Lệ Quyên, tôi thấy được một nét đẹp và giọng hát hiện đại, nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất sự chia sẻ giữa tình người muôn thuở. Đến giai đoạn này, dù đã có chỗ đứng vững trên làng nhạc Việt, nhưng Lệ Quyên vẫn kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn, và đặc biệt là rất tôn trọng công sức sáng tạo nghệ thuật, hết mình với các bản thu âm. Đó là phẩm chất giúp cô giữ được lửa nghề suốt gần ấy năm hoạt động. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Lệ Quyên cũng rất mát tay dưới vai trò là một mentor giúp sức cho thế hệ trẻ. Ngày 22 tháng 2 năm 2017, ca sĩ Lệ Quyên chính thức xác nhận ngồi ghế huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế Thần Tượng Bolero mùa 2, cùng với 3 nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình là Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê.
cô đã giúp học trò Chiếu Quân đạt giải Á quân thần tượng Bolero 2017. Sang đến cột mốc năm 2023 vừa mới qua đây thôi, Lệ Quyên cũng là một cái tên gây ấn tượng tại chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1. Khác hẳn với hình tượng sang trọng, quyền quý được cô xây dựng trước đó, nữ ca sĩ cho thấy một Lệ Quyên lăn xả và hết mình trên truyền hình thực tế. Tuy cũng xảy ra một vài lùm xùm không đáng có, nhưng tựu chung lại tất cả các màn trình diễn có mặt chị đẹp Lệ Quyên đều rất mãn nhãn và có giá trị nghệ thuật cao. Hiện tại thì cô Lệ Quyên đang có một cuộc sống hạnh phúc và giàu có cùng với người bạn trai kém 12 tuổi là Lâm Bảo Châu. Cô cũng thỉnh thoảng nhận show mà chỉ nhận cho vui thôi, nhưng mà hát live thì vẫn siêu lực, siêu khỏe. Nói chung là nếu có tiền nhiều nhiều một tí đi nghe cô Lệ Quyên hát thì sẽ hiểu là phê như thế nào. Và trên đây là tất tần tật về nghệ sĩ Lệ Quyên. Các sếp còn thích nghệ sĩ nào thì hãy comment xuống phía bên dưới để Nhi Đồng Tối Tai được biết và đưa các sếp gặp gỡ cho các số sau. Nếu các sếp thấy video này hay thì hãy tặng một sub, một like và tham gia vào các nền tảng của Nhi Đồng Tối Tai. Và nếu các sếp muốn cập nhật những tin tức mới nhất về âm nhạc thì hãy theo dõi fanpage Nhi Đồng Tối Tai, vào group của Nhi Đồng Tối Tai để nghe nhạc, share nhạc hay chỉ đơn giản là tìm người có cùng gu nhạc với mình. Và tôi còn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.